Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thánh giả của kênh Chị Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyền Một thoáng hương yêu đến từ tác giả Thành Thành. Và với tập truyền ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến sự trưởng thành của thế hệ thứ hai và tác giả sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Vậy thì những điều đó là gì? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyền này nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh xa cũng như kiếm chỉ dầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyền Một thoáng hương yêu tác giả Thành Thành qua phần diễn đọc của anh Sa. trong quán cà phê đối diện với công ty của Công, Thiện Mỹ Thư Thái ngồi thưởng thức ly trà buổi sáng và chờ đợi. Một lát sau đó, tiếng gót giày đưa lại gần. Một người phụ nữ có thân hình tròn trịa, khuôn mặt phúc hậu trầm dai tiến đến. Bạn tìm tôi à? côm nhẹ nhàng hỏi. Thiện Mỹ mỉm cười thân thiện rồi nói. Chào chị, em là Thiện Mỹ. Mặc dù đây là lần đầu gặp mặt, nhưng mà cũng đã được nghe tuệ lâm kể về thiền mỹ khá nhiều. Từ quan điểm suy nghĩ của một người phụ nữ từng trải, cũng nghĩ là thiền mỹ hay tuệ lâm thì bất kỳ ai trong hai người họ cũng đều là những người đáng thương cả. Em tìm chị có việc gì không? Cũng tò mò hỏi lại. Chị uống nước gì để em gọi? Không cần đâu. Chị cũng không cảm thấy khát. Có việc gì thì em trao đổi nhanh đi. Chị cũng không rời cơ quan được lâu. Vâng à, vậy thì em xin phép được nói ngắn gọn thế này. Về chuyện của ba anh chúng, theo em được biết thì hiện tại cháu đang sống cùng với anh chị có phải không? Sao em biết chuyện này? Nói ra thì cũng sai xong, nhưng mà chắc là chị chưa nghe qua câu chuyện ba đẻ của anh chúng là chồng của em chứ. Em nói gì? Chị thật sự không hiểu. Là thế này chị à. Tuệ Lâm là người yêu cũ của anh Khải chồng em. Sau khi chia tay anh Khải, Tuệ Lâm mới phát hiện mình mang thai. Và em thật sự ngưỡng mộ nề phòng cô ấy. Một mình sinh con và nuôi con, cũng không hề đòi hỏi trách nhiệm gì từ chồng em cả. Trong suốt quãng thời gian vợ chồng em hạnh phúc bên nhau, Tuệ Lâm cũng chưa một lần quấy rầy hay phá đám. Người phụ nữ kiên cường nghị lực như vậy Thật sự là hiếm thấy trong xã hội này Là một người phụ nữ Em hiểu Ai cũng khao khát Mong muốn có được tình yêu và sự quan tâm Từ người đàn ông mà mình yêu thương Vậy mà cô ấy có thể kiềm lòng Không đòi hỏi Không trách cứ gì anh Khải nha em Đó là điều mà em cảm thấy ngưỡng mộ nhất Nhưng mà phần đời ai oán Chồng em không ai qua đời cách đây chưa lâu Mới đây em lại được nghe tin xứ Tuệ Lâm về tai nạn giao thông mà cũng không qua khỏi. biên truyền thì em cảm thấy vô cùng xót xa. Em cũng có con gái chả. Mà con gái của em vừa hay lại bằng tuổi với bé An Trung. Từ nhỏ thì anh Trung đã thiếu vắng tình cảm và sự quan tâm của ba rồi. Bây giờ lại còn vắng đi tình cảm của người mẹ nữa. Thực sự là không còn gì thiệt thòi hơn. Chị cũng giống như em vậy Chị thương con bé quá Mà không biết là phải bù đám cho anh chúng như thế nào đây Đúng đấy chị à Hôm nay thì em tìm gặp chị là muốn xin phép chị Cho em được đón anh chúng về ở cùng với em Nói đúng ra thì anh chúng là máu mù của nhà họ Lý Là con của chồng em Dù không phải do em đứt ruột đại gia Nhưng mà nhìn hoàn cảnh con bé đáng thương như vậy Em thực sự không nỡ bỏ mặt Em chỉ có một đứa con gái Đón ăn chúng về hai chị em nó có người bầu bạn Mọi thủ tục nhận nuôi ăn chúng em đã tìm hiểu cả rồi Nhưng mà hiện tại cháu đang ở với chị Em cũng muốn thông qua ý kiến của chị trước Mong chị vì ăn chúng mà suy nghĩ thêm về lời đề nghị của em Buổi gặp mặt với thiền mỹ tại quán cà phê Khiến cũng suy tư rất nhiều Mặc dù thương cho hoàn cảnh của Tuệ Lâm Thương cho anh chúng là thật nhưng mà cô không phải là người thân Hay họ hàng gì của anh chúng Việc nhận nuôi thêm một người không phải là điều đơn giản Đêm xuống cũng không ngủ được Cứ nằm thao thức mái Cô chở mình liên tục Hưu thầy vợ như đang có tâm sự gì đó Thì liền cất giọng thì thầm Thế hôm nay ở cơ quan có chuyện gì hay sao? Em còn chưa ngủ vậy? À, không Em đang nghĩ về chuyện của An chúng. Tạm thời cứ để con bé ở nhà mình một thời gian. Sau này anh em họ hàng nhà Tuệ Lâm có đến nhận thì mình gửi cháu cho họ. Em nghĩ nhiều làm gì vậy? Anh có biết là hôm nay em đã gặp ai không? Ai thế? Là vợ của Lý Uy Khải đấy. Cô ta gặp em để làm gì? Nghe Tuệ Lâm kể về cô ấy rất nhiều. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Quả đúng không hồ xanh Ôm trùm Buôn hàng trắng Yêu cô nào cũng xinh cả Phải nói là thiền mỹ rất xinh Một vài đàm quyền quý sang trọng Cách ứng xử thì cũng rất thân thiện và hòa đồng Cô ấy nói là muốn xin phép vợ chồng mình Để đón ăn chúng về nuôi Tránh điều này khiến em suy nghĩ nhiều quá Anh nhớ không nhầm thì sao trước Em có nói Trước khi Lý Uy Khải tư vấn có để lại một bản di chúng Trong đó Tuệ Lâm được thừa hưởng Hai căn nhà trung tâm thành phố Ngoài ra còn có 5 tỷ đồng tiền mặt Tài sản thừa kế chưa nhận được Thế mà Tuệ Lâm không may đã qua đời Vâng Em thấy con bé này cuộc sống của nó cứ lần đần kiểu gì ấy Chỉ thương cho anh chúng còn nhỏ dài Đã phải chịu cảnh bơ vơ Mình thương con bé là thần nhưng mà mình cũng không thể nào ôm đồm hết mọi việc trên thế gian này. Nhận nuôi thêm một đứa trẻ không hề đơn giản. Lo lắng từ cái ăn cái mặc, rồi dạy số sao cho khéo. Nếu như nó ngoan ngoan hiểu chuyện thì không sao. Chẳng may đang nói là... À, đang nói là chẳng may thôi. Không ai muốn những điều tồi tệ xảy ra. Nhưng mà ai nói trước được tương lai thế nào đâu. Hơn nữa tuệ lâm qua đời. Nhưng mà tài sản thừa kế vẫn còn ở đó Với người giàu có Hai căn nhà và 5 tỷ đồng Thực sự chỉ là chút tiền nhỏ Nhưng mà với những người nghèo như mình Đó là số tiền chúng ta nỗ lực Hết cả đời Chưa chắc đã làm ra được Bình thường mà không có tài sản thừa kế đó Vợ chồng mình nhận nuôi ăn chúng Thì cũng không có vấn đề gì Vậy nhưng tình hình bây giờ đã khác Nếu như mình nhận nuôi con bé Chỉ sợ người khác sẽ đánh giá Vợ chồng mình tham của cải vật chất Muốn nhân danh người tốt để trục lợi cho bản thân 5 tỷ đồng không phải là con số nhỏ Hai căn nhà trung tâm thành phố Theo anh được biết Giá thành cũng không hề rẻ Nếu như bán đi số tiền thu về Cũng phải gấp 4, gấp 5 lần số tiền 5 tỷ kia đấy Thế ý của anh là mình không thể nào nhận nuôi An Trúc à Đúng như vậy Không đơn giản đâu em Làm người tốt thôi chưa đủ mình có lòng tốt Nhưng mà chưa chắc người khác đã nghĩ như vậy Bởi thế trước mắt cứ để ăn trốn Ở nhà mình một thời gian Sau này nếu như có ai đó đến đón con bé Cảm thấy tin tưởng Thì mình sẽ gửi ăn trốn cho họ Anh nghĩ thế nào nếu như để ăn trốn Về sống với vợ của Lý Uy Khải Chuyện tình cảm Cũng như các mối quan hệ của Tuệ Lâm Vợ chồng mình được nghe kể Cũng không ít Tuy nhiên, những gì được nghe kể nó chỉ là một phía, một góc độ là một khía cạnh nào đó thôi. Mình cũng không thể nào thông qua đó đánh giá đường tổng quát sự vận sự việc. Cũng không thể nào vì bên vận cho Tuệ Lâm mà đánh giá thiền mỹ là người xấu hoặc là này khác. Chúng ta cũng chưa từng tiêm súng và cũng không hề hiểu biết gì về họ. Vậy nhưng để nói một cách công bằng, nếu như thiền mỹ có thể ý muốn đón An chúng về nuôi, điều đó cũng vô cùng hợp lý. Thứ nhất, An Trúc là con đẻ của Lý Uy Khải Là máu mù huyết thống của nhà họ Lý Lý Uy Khải không may qua đời Tuệ Lâm cũng như vậy Nếu như vợ tránh thân của Lý Uy Khải Đồng lòng thương xót cho máu mù của nhà họ Lý Đón An Trúc về nuôi cũng là điều dễ hiểu Thứ hai Thiền Mỹ hiện tại đang nắm giữ tài sản thừa kế của An Trúc Vậy nên nếu như cô ấy nhận nuôi An Trúc Thì không gây tranh cãi gì cả Ngược lại còn đường tiếng tốt Sáng tay giúp đỡ người khác Cứu mang con riêng của chồng Dù sao thì An chung Về sống với thiền mỹ Sẽ có một mái ấm hoàn chỉnh Có chị có em Tình máu mù nó cũng sẽ khác với người ngoài Nói như vậy nghĩa là Mình sẽ đồng ý gửi An chung cho thiền mỹ sao Trong chuyện này thực chất là mình không có quyền quyết định Nhưng mà em thương con bé quá Em chỉ sợ mẹ kế con chồng Con bé sẽ chịu thiệt thòi thôi Mất đi cả ba lớn mẹ đã là một thiệt thòi vô cùng lớn Nhưng mà cũng may mắn cho con bé Ba mẹ nó mất đi Nhưng mà vẫn để lại tài sản thừa kế lớn như vậy Cũng coi như không phải sống trong khổ cực thiếu thốn Còn về việc bù đắp tình cảm Điều này không thể nhận xét bằng một vài lời nói Quan trọng nhất Vẫn là con bé mạnh mẽ đến đâu Buổi sáng ngày Chủ nhật, anh chôm dậy sớm hơn mọi khi, dù thời tiết đang rất lạnh. Nghe thấy tiếng động ngoài phòng bếm, đoán là bác cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Anh chôm mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân, cũng giật mình xoay người lại rồi hỏi. Anh chôm, hay còn sớm mà? Cháu dậy sớm làm gì vậy? Cháu không ngủ được nữa bác à? Bác đang nấu món gì vậy Bác đang nấu miến lươn. Có thấy mùi thơm không? Ừ, dạ có à. Mùi thơm quá thế nên cháu mới không ngủ được đấy. Cô nhanh tay xào nấu. An Trúc ngồi đó ngẩn ngơ suy nghĩ. Một lát sau cô bé trầm sai nói. Không biết đến khi nào cháu mới có dịp được xem bác Cúc nấu ăn. Rồi được ăn món bác Cúc nấu như vậy nữa. Cũng ngay như vậy bỗng đánh rơi đu đúa trên tay xuống nền nhà. Vô thức quay người, rồi nhìn thấy khóe mi ăn chốm đã ướt từ khi nào. Cũng chạy đến ôm chặt ăn chốm, nhẹ nhàng an nổi. Ăn chúc bà, khi nào nhớ bác thì về thăm bác nhé. Bác cũng luôn ở đây. Thích ăn món gì cứ về đây, bác nấu cho ăn chúc ăn. Nhất định già, cháu sẽ nhớ bác lắm đi. An Trung Bác xin lỗi An Trung đừng giận bác nhé Dạ không đâu ạ à. An Trúc không giận Cũng không tránh bác Cúc đâu Bác Cúc yêu thương và quan tâm An Trúc như vậy Cháu làm sao có thể giận bác được ạ à? An Trúc coi chị em gái Đến nơi ở mới Có bạn chơi cùng chắc chắn sẽ rất vui Cháu chỉ muốn Ở cùng với mẹ thôi anh Trúc Mẹ Tuệ Lâm đi xa rồi Nhưng mà vẫn luôn dõi theo anh Trúc mỗi ngày Anh chung phải lạc quan vui vẻ Thì mẹ Tuệ Lâm mới an lòng được Nhớ chưa Bác ơi Lần nữa ba đưa cháu về nhà được không ạ à? Để làm gì vậy Cháu muốn về nhà thăm hương cho ba mẹ Cháu muốn tạm biệt ba mẹ Và đến nơi ở mới Cháu muốn nhìn ngắm lại ngôi nhà Mà cháu và mẹ đã cùng gắn bó suốt bao nhiêu năm qua Được rồi Ăn sáng xong bác sẽ đưa cháu về bên nhà Đồ đàn cháu chuẩn bị xong chưa Dạ xong rồi Chỉ có một ít xanh vở và vài bộ quần áo Cháu gấp gọn cho cả vào ba lô rồi Bác cứ yên tâm Không cần bác giúp gì sao Mấy việc nhỏ như vậy cháu có thể tự làm được À bác ơi Cô thiện Mỹ sẽ đón cháu lúc mấy giờ về? ạ? 10 giờ Vậy thì bác cháu mình mang đồ qua bên nhà cháu luôn nhé Đỡ phải mất công quay về đây lấy đồ nữa Ừ Đứng trước ngôi nhà quen thuộc Cánh cổng đóng im liềm Sàn hoa giấy trước nhà khẽ đu đưa theo cơn gió thoảng An Trúc bẩn thần suy nghĩ Không cảnh vẫn giống như ngày nào Nhưng mà sao cô bé cảm thấy trống trải quá An Trúc Bác cháu mình vào thắp hương cho ba mẹ cháu Lát nữa cô Thiền My sẽ đến đón cháu Sợ không kịp ấy Cúc nhìn thấy anh trông đứng ngẩn ngơ Biết là cô bé đang buồn nên tìm cách Để đánh lạc hướng cảm xúc của anh trông Vâng ạ à, Anh trông khai đám Bước theo bác Cúc đi vào Cô bé bỗng cảm thấy Đôi mắt nhòe mờ đi Không gian trong nhà lành lẽo Và hiu quảnh đến đáng sợ Nhìn bất cứ nơi nào ăn chúng công thê hình bóng quen thuộc của mẹ. Khi thì mẹ nấu ăn, Lôm thì kết hợp cả nấu ăn và sòn nhà. Nhưng lúc rảnh rối, An chung sẽ cùng mẹ tỉa lá, bắn sâu cho cây cảnh. Hai mẹ con cùng xem phim truyền hình trên TV. Khoảnh khắc ở má ấy mới đây thôi đã xa thật rồi. Đứng trước bàn thờ, cũng không kìm được nước mắt. Cô sụt sùi nói với di ảnh của người quá cố Tuệ Lâm Em tha lỗi cho chị nhé Chị rất muốn thay em chăm sóc An Trúc Nhưng mà Đừng giận chị nhé Chị biết là em sẽ thông cảm cho chị mà phải không Hôm nay Thiền Mỹ sẽ đến đón An Trúc về bên đó Còn bé sắp sửa có chị có em Có người thân là máu mổ Chắc chắn An Trung sẽ bớt cô đơn hơn em ạ. À. Ở bên kia cửu tuyền Em sống khôn chích thiêng Thì phù hồi cho con bé mạnh khỏe bình an em nhé Anh trông đứng kế bên cúng Đôi mắt ngây thơ của cô bé long lanh những giọt lệ trong veo Khi thấy bác cúc im lặng không nói chuyện nữa Anh cúc mới chậm sai nói Mẹ ơi Mẹ ở nhà đừng buồn nhé Con đi rồi sẽ về thăm mẹ Con yêu mẹ lắm Con nhớ mẹ Cùng lúc ấy bên ngoài cổng vòng vào âm thanh của đồng cơ ô tô. Một lát sau đó tiếng giày cao gót kêu lộc cổng tiến vào bên trong. Cô vội vàng chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy cô người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng đã mỉm cười rồi nói. Chị à, chị đưa cháu qua đây sớm vậy sao? Anh Trúc muốn về qua nhà thắp hương cho mẹ. Nên chị cho cháu qua sớm một tí. Thiền mỹ đồ dồn nắng nhìn lên người của anh Trúc Thoáng suy tư một lát sau đó cô mỉm cười thân thiện rồi nói Chào An Trúc Cô là Thiền Mỹ An Trúc dễ thương quá à, Đợi cô một lát cô vào trong thăm cho mẹ tuệ lâm nén hương nhé Dạ vâng ạ à. Sau đó Thiền Mỹ quay người bước vào trong Đứng ở bên ngoài An Trúc nghe thấy tiếng khấn vái suýt xoa một hồi Lát sau Thiền Mỹ đi xa Chị à Em xin phép đón bé An Trúc đi trước nếu như không vội thì chị em mình ngồi nói chuyện lâu hơn Có khi là hành chị dịp khác chị nhé Không sao đâu Hai cô cháu đi cẩn thận nhé Cô ông quay sang Ôm anh chốm vào trong lòng Khoảnh khắc chia ly tiếng biệt này thật khó Ngăn đi những giọt nước mắt Ăn chốm bà, Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy Vâng lời cô thiền mỹ Hòa thuận với băng tâm Và học thật giỏi nhé khi nào rảnh rối thì bác sẽ đến thăm cháu Cháu nhớ rồi à Bác cũng Cháu yêu bác lắm An chúng, Bác cũng yêu An chúng. Nhớ lời bác dành chưa nào Xa nhớ hả à? Thiền Mỹ không muốn chứng kiến Cảnh tượng này thêm nữa Vậy nên cất lời nhắc nhở An chúng, Chúng ta đi thôi Khi nào rảnh rối cô sẽ đưa con về thăm bác cúng Cúc nhanh tay xem những túi đồ của anh trốn vào sau cúm xe của thiện mỹ. Nhìn cô bé cô cửa kính, cô không kìm được nước mắt. Bác Cúc à, cháu đi đây. Cháu chào bác ạ. À. Cánh tay nhỏ bé của anh trốn đưa sang ngoài rồi với vấy tạm biệt. Cúc cảm thấy lòng mình hụt hứng vô cùng. Cô cứ đứng ở đó nhìn theo bóng sáng chiếc xe khuất dần sau con ngó nhỏ. Tâm hồn giống như bị ai đó đánh cắm. Trống giống Đến mưng không còn suy nghĩ được điều gì khác Ngày đầu tiên sống trong một nơi ở mới An Trông cảm thấy trống trải Nhớ nhà và nhớ mẹ vô cùng Anh Trông nhút mình trong căn phòng nhỏ Cả buổi chiều Ngồi trước bàn học An Trông cứ ngẩn ngơ suy nghĩ Trước đây chỉ cần có thời gian rảnh rối Cô bé sẽ miệt mài chú tâm vào những bức vé Bây giờ giấy bút và màu vé Đã sẵn sàng trên bàn nhưng mà anh chống không còn một chút hứng thú nào cả Anh chống thích vé những ngôi nhà Thích vé ba và mẹ Thích tưởng tượng xa viễn cảnh Một mái ấm gia đình hạnh phúc Ở đó có ba Khải Mẹ Tuệ Lâm Rồi có cả anh chống nữa Mọi người sẽ quây quần bên nhau Và cười đùa cả ngày Vậy nhưng những ước mong xa xỉ đó Sẽ không thể nào trở thành hiện thực được Ba và mẹ Hai người họ không lời từ biệt cứ như thế mà rời xa cô bé mãi mãi. Ngồi trước bàn học, An Trung chống tay lên cằm, hướng ánh mắt nhìn qua ô cửa nhỏ. Phía sau nhà của Tuệ Lâm là một cây sồng lớn, với đủ các loài cây cổ thụ và nhiều loài hoa rất xanh. Những loài cây đó An Trung không biết tên gọi là gì, và cũng là lần đầu tiên cô bé tận mắt nhìn thấy. Nhà của ba Khải thực sự rất đẹp, Phía xa xa trên giàn hoa trắng mút Có những chú ông miệt mai đi tìm mật Đối diện giàn hoa trắng Là những giỏ hoa dài yến thảo Màu sắc rực rỡ Bỗng nhiên có đôi bướm trắng Cánh mỏng từ đâu bay đến Khẽ hạ cánh trên giỏ hoa dài yến thảo Màu hồng Anh chúc bị cuốn vào hình ảnh Của những cánh bướm xinh đẹp Cô bé ngồi ngây ngốc và bần thần suy nghĩ Về những chuyện đã qua Cảm giác nhớ nhà nhớ mẹ Nhớ ba cứ liên tiếp rằng xé tâm can của một đứa trẻ 8 tuổi. Đôi mắt à Anh chốm nhòe mờ từ lúc nào chẳng hay. Trong tiềm thức, những hình ảnh ấm áp trong căn nhà nhỏ trước đây cứ như vậy hiền hữu. Anh chúc nhớ những ngày cuối tuần mưa lạnh Cô được ở nhà với mẹ Nằm trên giường của mẹ đọc truyền tranh Thì thoảng thì lại tò mò xem mẹ giải quyết công việc ở công ty Anh chúc nhớ đến những buổi chiều hoàng hôn không khí trong lành Cô bé theo đám trẻ trong ngõ phố chơi trốn tìm, bệt man bắt xe. Rồi cả những lần ba Khải đến trường học đón ăn chúc đi chơi, xào quanh phố phường, mua thật nhiều những món mà ăn chúc thánh. Những kỷ niệm tuyệt vời ngày nào, giờ đây chỉ còn lại ảo ảnh trong tiềm thức. Buổi tối ngồi bên bàn ăn, ăn chung lễ phép. Con mời con ăn cơm, mình mời bàn ăn cơm. Thiền mỹ nhẹ nhàng gắp miếng cánh gà đặt vào bát ăn chúm dịu sàng nói. Ăn chúm à? Từ bây giờ xưng hô mẹ con, không xưng hô cô cháu nữa nhé. Chúng ta là người một nhà rồi. Ăn chúm và băng tâm, hai chị em sinh cùng năm với nhau. Tuy nhiên ăn chúm sinh trước băng tâm ba tháng. Vì vậy ăn chúm sẽ là chị, băng tâm là em. Hai chị em phải đoàn kết, hòa thuận với nhau, nhớ chưa nào? Băng tâm nghe như vậy thì tỏ thái độ bất mãn. Con không thích có chị đâu. Con không gọi nó là chị đâu. Thiền Mỹ nghiêm nét mặt nhắc nhở băng tâm. Băng tâm, không được gọi chị là nó. Còn để mẹ nghe thêm một lần con dùng cách xưng hô thiếu tôn trọng như vậy, thì đừng trách mẹ nghiêm khắc với con đấy. Ờ, thế con nói như vậy không đúng à? Bỗng nhiên mẹ đem nó từ đâu về rồi bắt con nhận chị em. Rồi lại còn phải gọi nó là chị nữa Băng tâm Thiền mỹ nổi dần thật sự Cô chẳng mắt nhìn con gái Thái độ như muốn nhắc nhở băng tâm Hay thôi dùng cách cơ sở thiếu lễ Thiếu tôn trọng ấy ngay lập tức Con cũng không muốn hòng cùng lớp với nó đâu Đến lớp thì các bạn sẽ nói nó là con riêng của bác Khải Rồi mọi người sẽ làm xíu cợn ba ngoài tầng Ba có con rơi độ con rơi con không thích chơi với người như vậy. An Trúc nghe đến đây thì liền bật khóc. Hai chữ con rơi con hoàng. Cô đã nghe không ít lần. Nhưng mỗi khi như vậy mẹ Tuệ Lâm sẽ ở bên an ủi đồng viên An Trúc. Mẹ sẽ dùng những lời nét dịu sàng để phủ đánh những gì mọi người nhận xét về cô là sai. Còn giờ đây, trước mặt quan chung Trúc là một cô bé ngang tuổi mình. Cùng là con của bác Khải. Chỉ có điều rằng không cùng mẹ sinh xa. Tại sao cũng là con của bác Khải Nhưng băng tâm lại được công nhận Còn mình thì lại bị gọi là con hoang chứ Nhìn thấy ăn chốm rơi lệ Băng tâm lại càng được đà rồi nói Thì làm sao mà phải không Tao nói có gì sai à Mày cảm thấy ở mức quá sao Nếu như cảm thấy khó chịu Thì đừng ở đây nữa Mày đi khỏi nhà tao đi Mày có quyền gì đòi ở trong nhà tao Rồi gọi mẹ tao là mẹ Mẹ là của mình tao thôi Mày có mơ cũng đừng mơ được cướp mẹ của tao Nhớ đấy Bằng tâm Con quá đáng lắm rồi đấy nhá Thiền mới đập tay xuống bàn nghiêm sóng nhắc nhở Bằng tâm thì bù lù bù loa hơn nữa Mẹ nổi cáu với con á Mẹ cáu với con chỉ vì con nhỏ đáng ghét đó sao Tại sao mẹ lại bênh vực nó Con mới là con đẻ của mẹ cơ mà Con không thích con không muốn nó xuất hiện trong nhà của mình đâu Mày đuổi nó ra khỏi nhà mình đi An Trúc ngồi im đến bất động Duy chỉ có tuyến lề là không ngừng hoạt động Chưa có khi nào cô cảm thấy tuổi thân và lạc lóng như vậy Cái gì gọi là tình thân là gia đình Mà thiền mỹ Cả bác cũng nói đều không đúng sự thật An Trúc thật sự không hề cảm nhận được hương vị tình thân trong căn nhà này Nhưng mà hiện tại Một bé gái 8 tuổi như cô có thể em đi đâu và nương tựa vào ai chứ Thiền mê thê An Trúc khóc thì liền an ủi An Trúc Đừng để ý những lời thiếu suy nghĩ của băng tâm Con cứ ăn nhiều một chút Mới có sức để học bài nhé An Trúc khai chớm Đôi hàn mi ngấn lệ Ngàn sòng rồi đáp Vâng ạ à. Băng tâm thì làm mình làm mẩy nói Con sẽ không ăn tối cùng nó đâu Nói xong thì cô bé đứng dậy chạy một mạch lên phòng riêng. Cô hòa xuống viện thấy băng tâm dần dữ, bèn hỏi ý kiến thiện mỹ. Hay là tôi mang cơm lên phòng cho băng tâm nhé? Chị cứ mặc kệ nó đi, để xem nó dối được bao lâu. Chúng ta ăn cơm thôi. Bữa tối diễn ra trong không khí im lặng đến đáng sợ. Anh chúng không cảm nhận được về ngon của đồ ăn. Nhưng mà nếu như không ăn thì sẽ bị đói bụng, nên cô cố gắng ăn thật nhiều. Thiền mấy cũng không có tâm trạng gì để ăn. Cô ngồi một lát chờ đợi cho ăn chúc ăn xong thì liền nhắc nhở. Ăn chốn. Ăn xong nhớ về xanh xăng miệng thần sành cạo bị sâu xăng đấy. Mẹ có việc. Lát nữa thì mẹ phải sang ngoài. Học bài rồi đi nghỉ sớm đi nhé. Vâng ạ, à, con nhớ rồi ạ. À? Đêm xuống là lúc lòng người thu về một mối. Nhưng ký ức đau buồn. Những chuyện không vui trong cuộc sống này cứ liên tiếp hiện hữu trong tâm hồn thơ trẻ của anh Trúc. Nằm một mình trong căn phòng vắng, An Trúc cảm thấy nhớ mẹ đến cồn cào xa xín. Những lời sàn sò so của mẹ cứ vang vọng trong tiềm thức. Cô thèm một cái ôm của mẹ, thèm được mẹ chúc ngủ ngon mỗi tối, thèm cảm giác được mẹ quan tâm. Nhưng mà không được nữa rồi. Đôi mắt trong veo của An Trúc đấm lệ. Cô bé thực sự không thể nào quên đi được hình ảnh của mẹ. Gió đông khiến cho những tàn lá cây sau nhà kêu xào xạc. Không gian, đang yên tĩnh, bỗng nhiên anh Trúc nghe tiếng cửa phòng dưới tầng một bật mở. Liền sau đó là cánh cổng mở xa. Rồi có tiếng người nói chuyện gì dầm. Không ngủ được, Anh Trúc cảm thấy tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Thế là cô bé mở cửa phòng bước ra ban công phía trước, nhìn xuống cổng. Một chiếc taxi đổ bên lề đường. Mẹ nuôi thiền Mỹ mang chiếc đầm bông màu trắng đang dìu một người đàn ông rời khỏi xe. Nhìn sáng điều có vẻ như người ấy đang say thì phải. Sao mà anh lại uống say đến mức này chứ? Em đã bảo rồi. Say rượu thì về nhà nghỉ ngơi. Không được đi lên tinh cơ mà. Nói xong thiền Mỹ quay người trả tiền taxi giúp người đàn ông. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh và khuất giảng sau ngõ phố. Thiền mỹ dìu người đàn ông bước vào trong sân. Miệng thì không ngừng cầu nhau Đúng thật là Uống gì mà lại say mềm đến như vậy Ôi cái mùi rượu ghê quá Người đàn ông bước đi siêu vào Cả người quanh ta gần như tựa vào thiền mỹ Hai cánh tay theo bản năng khẽ đưa lên trước ngực Thiền mỹ Rồi tranh thủ nhào nặn Mặc kệ thiền mỹ càm xàm những điều vô nghĩa Anh nghiêm túc đi Say xỉn như vậy rồi mà chân tay cứ bậy bạ là sao thế? Mỗi khi say thì anh lại nhớ em không chịu được ấy. Anh giữ im lặng đi Đừng có nói gì nữa Hôm nay phá lệ em cho ngủ lại thôi đấy Lần sau thuê nhà nghỉ mà ngủ đi Em Từ khi nào thì em mới đồng ý làm vợ của anh đấy Bây giờ em là người phụ nữ được trả tự do rồi Thế hạ cớ gì mà anh không được xuất hiện ở đây rồi ngủ qua đêm với em chứ Lý Uy Khải mới mất chưa lâu nếu nhanh ở lại đây hàng xóm gì nghĩ đủ điều Em mệt lắm Em sao nhỉ Bây giờ là thời đại nào rồi Bước sang thế kỷ 21 rồi đấy Cô vợ xinh đẹp của tôi à Mình phải sống cho mình Quan trọng là mình thấy vui hạnh phúc là được Mặc kệ những lời đàm tiếu của thiên hà đi Mình không cần để tâm Trời ơi anh bé bé cái mồm thôi Dài rượu nói năng không biết giữ ý gì cả Mọi người giật mình thức giấc cả bây giờ đấy Nhưng mà anh nhớ Anh nhớ em Hôm nay đi uống rượu và đám bàn xong Mà trong đầu cứ nghĩ về em ấy Thì anh mi Anh hôn em được chứ Không được đâu Toàn mua rượu cả thôi ghê lắm Ngoan nào Đừng có giấy rùa như vậy Anh hôn tí thôi Anh hư quá rồi đấy nhé Cánh cửa phòng đóng lại Cuộc trò chuyện giữa mẹ nuôi thiền mỹ Và người đàn ông say rượu là mặt nào đó Cũng chìm vào yên tĩnh Anh Trúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô chỉ biết làm chuyện của người lớn Trẻ con không nên tò mò Gió lạnh thổi mái tóc anh Trúc tùng bay Đứng ngoài ban công một lát anh Trúc thấy cả người lành run Khẽ lê bước chân Cô bé quay người bước vào phòng Và nằm trong chăn ấm Giấc ngủ thật khó tìm về Nhưng mà anh Trúc cố gắng nhắm mắt và quên đi những chuyện không vui Hy vọng rằng ngày mai thức giấc Nhưng nỗi buồn cũng theo giấc mơ mà trôi đi Trong căn phòng nhỏ Mùi rượu nồng nàn kết hợp với hương nước hoa phản phấn Khiến cho không gian lại càng trở nên mê loạn Dường như khi hai trái tim nam nữ ở gần nhau Nhờ độ lành giá ngoài trời đêm không còn là trở ngại đối với họ nữa Người đàn ông mơ màng trong cơn say Cánh tay khéo léo cởi khuy áo ngực của thiền mỹ Hương thơm ra thịt đàn bà Cộng thêm rượu bia làm chân súng tán Người đàn ông cảm thấy ham muốn dâng cao không thể kiềm chế được nữa Thiền mỹ Em chiều anh một chút được không? Người đàn ông cầm lấy tay của thiền mỹ Rồi vút ve cơ thể của cô Thiền mỹ vờ thu cánh tay về Miền thì thầm hờn dối Mặc kệ anh chứ Cưng chiều gì đấy Ngoan nào chiều anh tí đi anh thực sự rất nhớ em ý lần sau mà say rượu không cho anh qua đây đâu tại sao chứ bây giờ thì mình hoàn toàn có thể công khai mọi thứ được rồi vì sao mà phải lén lút như vậy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp đâu anh nghe lời em đi được không thôi được rồi chiều em đấy em chiều nó xong thì bảo gì anh cũng nghe cả Anh nói cái gì vậy Anh đang trao đổi với em à Chẳng xác Này thì trao đổi này Thiền Mỹ vừa đánh yêu lên Rồi ngay lập tức Anh ta cũng nằm phủ lên người cô Sau đó Cả hai người họ quấn quýt bên nhau Thiền mỹ khai gọi tên người đàn ông Hai bàn tay của cô không ngừng bám vào ga giường Hùng thì thầm doanh trở lên trên Hai bàn tay không ngừng cách thánh tác động vào cơ thể của thiền mỹ Hùng mạnh mẽ tiến vào cơ thể của cô ta Trong phòng giờ đây ngập tràn hương vị ái rộn Lúc này thì thứ cảm giác khao khát Thăng hoa tuột đỉnh của ái tình Mà Lý Uy Khải không bao giờ cho cô được trải nghiệm trọn vẹn Anh nghĩ là em nên chuyển đến nơi khác sinh sống thì hơn đấy Hùng thì thầm bên tai thiền mỹ Chuyện đi đâu bây giờ Thiền mới tò mò hỏi lại Đến Hà Nội Với khối tài sản mà Lý uy khải để lại cho mẹ con em Em dư sức mua một căn hộ cao cấp ở Hà Nội Sống cuộc đời sung sướng đến xa, Cũng không tiêu hết được số tiền đó đâu Cứ đến Hà Thành đi Em sẽ không cần phải nhìn thái độ của những người hay ngồi lê đôi mắt nữa Sẽ không có ai để ý đến em Em có thể sống một cuộc đời mới Hoàn toàn tự do tự tài và thanh thản Nhưng mà còn công việc ở cơ quan Không phải muốn thuyên chuyển công tác là chuyển được ngay Việc này khó đi anh à Em bỏ qua cái công việc đó đi Lương văn phòng ba cọc ba đồng Em đã có săn vốn, Cứ đến Hà Thành Tìm một mặt hàng gì đó rồi kinh doanh Người ta có câu phi thương bất phú Không kinh doanh thì không giàu có được Mà bây giờ em dư sức để kinh doanh rồi Tại sao không mạnh sàn thay đổi vận mệnh cuộc đời của mình đi? Anh có sai không vậy? Em nghĩ là anh sai à? Sai mà mạnh mẽ được như vậy sao? Dứt lời thì Hồng liên tiếp tiến vào cơ thể của thiền mỹ. Cả hai người lại quấn quýt một trận như vậy. 15 năm sau, thủ đô Hà Nội. Hà Nội chuyển mình sang thu, tiên trời buổi sớm trong lành và dễ chịu. Mùi hoa sữa đậm hương ngạt ngào trong gió thoảng. Đi dòng xe hành lang của khu trò tập thể. Người phụ nữ có thân hình mốm mím. Làn da trắng bóng. Mái tóc xoăn như mì tôm. Gương mặt câu có. gõ cửa tầng phòng một. Dòng cất lên ồn ào. Thằng cu Duy đâu? Đến tháng nộp tiền nhà, tiền đền, tiền nước, tiền vệ sinh rồi đấy. Xe đi. Xe nộp tiền nhanh đi. Này, mấy đứa bên này nữa sẽ đóng tiền nhà đi khẩn trương lên Tháng nào cũng để cô phải nhắc cả Còn bà hàng đêm qua cô thấy về muộn lắm đi nhá Chứ mày mới tí tuổi đâu Chơi bời quá lắm rồi đấy Mau dậy đi Dậy đồ tiền nhà nhanh lên Cảo cô đuổi hết ra đường bây giờ đấy Cô nói của người phụ nữ vừa xin Thì cánh cửa phòng co sán tờ giấy màu đỏ Bất chợt mở ra Đứng giữa làm Một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ gương mặt tiêu tùy không trang điểm nhìn vô cùng thiếu sức sống ánh mắt cô gái chăm chú nhìn vào người phụ nữ gương mặt lộ xó và khó chịu suy nghĩ một lát cô gái cất lời cô mỹ cháu xin cô đấy vừa mới sáng ngày sao cô đã ồn nào như vậy đã có tháng nào cháu không trả tiền nhà cho cô chưa thì cô cứ nhắc như vậy Cào trốn mày lại quên Đầu Mỹ là cô cho thuê nhà Cô phải nhắc nhở Nhưng mà cô làm ơn Giữ trật tự một tí đi Thực sự là cháu vừa mới chợp mắt một lát thôi Thế mà cô cứ đi khăm giấy Gọi tên từng người như vậy Ai mà ngủ được Thế cả đêm qua làm gì mà không ngủ đi Sáng bảnh mắt ra Còn ngủ ngáy cái gì nữa Nhìn đồng hồ đi 9 giờ rồi đấy Cháu thức hay là ngủ Cũng là việc của cháu Cô quan tâm làm gì vậy Cô nói thật nhé Bố mẹ mày ở quê mà biết mày lên đây a à, xua đủ đờn Chắc là họ phát điên lên đấy hằng à Mà cô chưa thấy đứa con gái nào ăn chơi như mày cả Ê, Nhìn lại mày xem Tóc xanh tóc đỏ Môi mà lúc nào cũng chát đầy son phấn Ê, Đi thì thu đêm suốt sáng ấy Cô Mỹ à Cô quá đáng nó vừa thôi Cháu ăn mặc thế nào là việc của cháu Cháu đi đâu làm gì cũng làm việc của cháu Mà cũng không đến lượt cô quan tâm dạy bảo cháu đâu Ơ cái con bé này Bé tí mà bố lão thật đấy Cô có lòng nhắc nhở Thế mà mày tỏ thái độ như vậy là sao Cô sành rối quá thì về dạy lại con gái của mình đi Kẹo có ngày là nó còn hư hơn cả cháu đấy Mày Thiền mỹ trợn mắt nhìn hàng Thái độ vô cùng phấn nộ nhân tiền đây thì cháu cũng gửi tiền nhà tháng này cho cô tiền điện, tiền nước tiền vệ sinh không thiếu một xu mà từ tháng sau cô không cần phải nhắc nữa đến ngày thì cháu từ khắc sẽ nộp mày đang đi học mà tiền ở đâu mà dùng dành như vậy cầm tiền trong tay không giấu được sự tò mò tiền mỹ dò hỏi hàng ơ ừ hay cô buồn cười thật đấy có tiền để nộp tiền nhà cho cô là được rồi Cô quan tâm làm gì tiền ở đâu ra? Trước đây mày kể gia đình ở quê khó khăn. Thế mà tháng nào cũng đóng tiền đúng hạn. Đã như vậy lại còn ăn diện cứ như là bọn nhà giỏi. Cô đang thắc mắc xem cháu làm gì ra tiền có phải không? Thì đúng như cô đang nghĩ đấy. Cháu không làm nghề đấy thì làm gì có nhiều tiền mà ăn diện như vậy được. Bố mẹ mày ở quê mà biết thì... Thì không đến lượt cô quản đâu Hàng lành lồm đám rồi đóng cửa cái rầm Thiên mới giật mình suýt nữa vớ tim Ôi mẹ ơi Con gái con đứa Đánh đá hết phần thiên hải Nói xong Thiên mới quay người tiếp tục gõ cửa các phòng còn lại Thằng Châu, thằng Quý đâu Nộp tiền nhà cho cô mau, nhanh lên Sau tiếng gõ cửa kèm với giọng nói chát chúa của thiền mỹ Thanh niên tên Châu cười chân Rồi mở hé cánh cửa Mì mắt vẫn còn hoen gì Hai bên mép còn dính bột màu trắng Dòng điều ngái ngủ rồi nói ừ, Hôm nay chủ nhật mà cô Mỹ Cô gọi cửa cái gì mà sớm vậy Ôi trời ơi Lớn đầu rồi Ngủ cái kiểu gì mà chảy cả rái ra thế kia Thế này thì biết bao giờ mà có người yêu được thì có sao đâu Từ lúc ngủ cô không chảy rái bao giờ à Châu hồn nhiên hỏi lại Cái thằng quỷ này Mày hỏi đều cô đấy sao Mau nộp tiền nhà đi Chiều tối bố mẹ cháu gửi tiền lên Rồi cháu gửi cho cô sao à, Bây giờ cháu chỉ còn Mấy đồng đồ ăn mì tôm thôi Thì nhớ là từ bây giờ đến tối Thì phải nộp cho cô đấy Vâng Châu đành đóng cửa quay vào trong ngủ tiếng Thì thiền mỹ vội thì thầm Cô bảo này ừ, Dạ vâng Cô bảo gì cháu Châu ngạc nhiên xen lớn tò mò Cái hàng xóm mình ấy Né nó ra nhớ chưa Nhìn con bé ấy, cô thi Không có cảm tình ấy Nó ăn rồi đi đêm Thu đêm suốt sáng Như vậy mái thì hỏng Hỏng hết Ôi Cháu thích con bé ấy lắm luôn ấy Xanh xắn cá tính thế cơ mà Cháu đang tìm cách tán không được đấy Cô lại bảo né ra là sao Con gái ngoài kia thiếu gì đâu Mà phải tiếp cận mấy đứa hư hỏng như vậy Ơ kìa hàng làm gì mà cô bảo em mấy hư hỏng chứ Mà thôi Người như cháu cũng chả dám chào cao đâu cô ạ à. Sinh viên đói xanh đến tiền ăn mì tôm còn không đủ Mong ước gì tiếp cận người đẹp Thôi cô về đi Chiều tối cháu gửi tiền cho cô sau Đêm qua chơi game đến Gần sáng <laughs> Mệt quá Mấy đứa chúng mày đấy Đứa nào cũng ham ngủ thôi Ồ nào hồi lâu Sau cùng thiền mỹ đi về phía căn nhà ba tầng Rồi đẩy cửa bước vào Đếm những đồng tiền hàng vừa nộp tiền nhà Thiền mỹ cẩn thận ghi chép vào sổ Cho vào tủ khóa lại cẩn thận Trần nhớ ra có mấy bó sau muống chưa nhặt Thiền Mỹ lật đật đi xa phòng bếm và ngồi nhặt sau. Cánh tay đang chuyên cần miệt mài thì ngoài cổng truyền vào xong nói quen thuộc của bà Nguyệt cùng sấy. À, cô Mỹ! À, cô Mỹ có ở nhà không vậy? Thiền Mỹ lật đần chạy từ trong nhà ra mở cổng đon đà cất lời. À, em đây, chị Nguyễn. Vào trong nhà ngồi chơi uống nước đã. Cô đang làm gì vậy? Em đang nhặt bó xong muống. Buổi trưa xào tỏi ăn cho đỡ thèm. Hôm nay đi chợ thấy xong muống ngon quá. Mua liền ba bó chị à? à. Chị vào trong nhà chơi. Mà chị vừa đi chợ về đấy à. Tài sách nách mang nhiều đồ thế Không. Tôi từ nhà sang đi chứ. Bây giờ còn chờ chiếc cái gì nữa. Hôm qua vợ chồng thằng Hải nó về quê. Mang xa hầm cơ man nào là đồ. Mà toàn là rau cổ với cả trái cây sành Rồi cả trứng gà nữa. Tôi đem qua cho mẹ con cùng một ít đấy Ôi Quê hoa quá Bác cho mẹ con em nhiều đồ thế này Mà em chả có gì biếu bác cả Em xin nhé à, bên nhà cô kín phòng hết chưa vậy? Mà phải chú ý theo dõi đấy. Mấy đứa chúng nó giờ dính vào kèo ca kè kinh lắm. Hôm trước nửa đêm rồi mà công an ập vào nhà tôi kiểm tra. Hóa ra là họ đã theo dõi mấy đứa thuê trò từ bao giờ. Tóm đi hai đứa con trai nhìn rõ hiền lành Ôi ghê thế Nhà em thì chưa bị bao giờ cả Toàn mấy đứa sinh viên Chồng thì cũng khá hiền lành Chỉ duy nhất có đứa con gái Nhìn nó cứ lấc cất lao toét, Em thì cũng muốn tống khứ nó ra khỏi khu trò. Thế nhưng mà nó thì lại là đứa nộp tiền nhà đúng hẳn nhất Mấy đứa kia cứ gào chật cả lưới Chúng nó mới nộp đủ tiền cho Khổ lắm ý Phải chú ý vào Sinh viên bây giờ cứ giả ngây giả ngô Chúng nó hư hơn mình tưởng nhiều ấy Mà này Nếu như thấy có khách hỏi xem phòng Thì giới thiệu qua bên chị nhé Hai thằng bị cơm bắt đi bây giờ để trống Thế là mất toi hai tháng tiền nhà Bực thật đấy Vâng Có khách hỏi em giới thiệu cho Thế hôm nay chị kết con gì cho em theo với Dạo này thôi nhiều quá Lô hay đề Lô thôi Để khó chống lắm Hôm trước ngày mấy lão xe ôm ngồi trà đá đổ phố Mành tay đánh chàm sáu chàm 7. Bữa cũng nó trả về con nào cả Bay mất của em gần 5 triệu Tiếc đứt cả ruột ấy Hà ăn to quá mà Đánh nhẹ nhẹ xài trí thôi 5 triệu bạc Cô làm bao giờ mới ra đường từng ấy tiền Thì công tại mấy ông kia cứ bảo hôm nay chắc chắn sẽ về Còn bảo là nghiên cứu kỹ lắm rồi em mới theo ấy Ôi, chỉ chỉ đánh giải trí thôi Chúng thì có thêm tiền uống nước cắn hạt xưa tua thì cũng không đáng kể Hám hối như cô có ngày bán nhà đấy số khổ nó về chị à xưa thì em cầm với tay hùng mùa miệng khéo lắm nó vay ra đủ thứ để kinh doanh làm ăn mà sao ấy em đang có tiền tỷ trong tay nó cứ nói gì là em nghe theo dốc hết vốn ra đầu tư cho nó tôi không hiểu sao ngày ấy mù quáng như vậy nó nói gì cũng cảm thấy xuôi tai Nhưng mà khổ nói Nó chỉ được cái mồm khéo hót chứ Làm ăn thì chả được cái tích sự gì cả Cứ kinh doanh cái gì thì thua lỗ cái đó Làm thì không chịu làm Tối ngày cắm mặt vào sòng bạc rồi lô đề Bóng bánh cá đổ đủ cả Mà em nghiện cái món này cũng là do nó cả đấy Kinh doanh thua lỗ bắt đầu tìm đến sự may mắn từ mấy con số Ban đầu thì thua Thì thoảng chống đường tí tiền thì nó sướng rồi dần dần nó cứ lún sâu vào ấy Một hôm nào không chơi thì người ngầm nó cứ ngưỡng ngáy kiểu gì ấy, Cứ như là lên cơn, khó chịu lắm Tay hôm khi nào thì được ra tù vậy? Ở nghe đâu thì cũng chục năm nữa chị ạ à. Cái số của em nó khốn nạn đến như vậy là cùng Cứ tưởng đâu tìm đường bến đố bình yên Ai ngờ đâu gai nghiền loi cả ra Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ấy Hôm vừa rồi tôi nhìn thấy gá đành bán cháo lòng hỏi thăm cô đấy Mà ông đành vợ mất chưa lâu Chắc là công thiêu thốn tình cảm Cô có bật đàn xanh không thì để tôi gợi ý cho Ô, kìa chị Làm như vậy ngừng chết Em già rồi Có phải trẻ trông gì nữa đâu <laughs> Gớm Ngại cái gì mà ngại Nhìn cô cứ hơ hớ ra như vậy Mấy ra đấy chả thèm nhỏ xái. Ở mà cái ăn chung bây giờ làm ở đâu rồi Em cũng không biết Thế nó bảo làm ở tập đoàn gì gì ấy Mang tiếng làm ở công ty lớn Mà chưa thấy biếu mẹ đồng nào cả Đúng là cái loại vô ơn Nuôi ông tay áo trà được cái tích sự gì Thế nó mới lập nghiệp mà Làm gì có dư giả đâu Mấy đứa thanh niên bây giờ đi ra ngoài Quần áo là lượt Tiện lương không đủ mua mỹ phẩm ấy Thế không phải cung cấp thêm cho chúng nó là may rồi Thế còn băng tâm thì sao băng tâm nhà em cũng làm ở một tập đoàn trang sức nổi tiếng lắm mà tháng nào cũng mua mỹ phẩm các thứ cho mẹ ôi tớ đẻ con gái mát lòng mát già thế đấy vâng đúng là khác máu tanh lòng ăn chung với băng tâm bằng tuổi nhau tớ mà con bé băng tâm nó đẹp người đẹp nít chả bồ chan chung một chút xíu ấy con gái gì mà chi ly tính toán keo kiệt với mẹ nó từng đồng ấy Kể nó quà, Nó còn trẻ người non xà suy nghĩ chưa tới Mình là người lớn thì phải bao dung đổ lượng Cũng không nên chấp nhận mấy chuyện còn con Nó hồn lao quá thì mới nói Dù không để xa nó nhưng mà cô có công xứng dụng. Nó hư thì cô sẽ bảo cẩn thận Mà nhìn cái mặt của nó thì em lại nghĩ đến Con mẹ nó ghét vậy không chịu được ấy. À, thôi tôi về đây Hôm nay chủ nhật Mấy đứa trẻ con chúng nó ở nhà cả Tranh thủ nấu mấy món ngon cho bọn trẻ con ăn Chị Thanh thế Con dâu con rể cháu chắt đồ đầy cả rồi Mà chả biết là đến khi nào em mới được lên trước bà ngoài đấy <laughs> Gớm Cũng chả mấy chốc được cô à Hai đứa nhà cô cũng 23-24 tuổi rồi Sự nghiệp ổn định Cô cứ đông thông cho chúng nó cưới chồng là vừa Mà sợ lúc bấy không chăm cháu Không có thời gian đi chơi thôi Em đang mong lắm rồi đây Ừ thế thôi tôi về nhé <laughs> Vâng Chị về thông thả Chiều dành em qua chơi sau Cô Nguyệt vừa về một lát Thì từ ngoài cổng có tiếng xe máy của anh Trúc vọng vào Biết là anh Trúc về Thì anh Mỹ không nhặt sau nữa Mà bỏ ra phòng khách ngồi Vợ mang sổ sách ra ghi chém Anh Trúc đi từ ngoài sân vào trong nhà Nhìn thấy mẹ đang chăm chú tính toán gì đó Thì lên cất lời lễ phép con chào mẹ Mẹ đang làm gì vậy ạ à? Tôi chỉ không thấy tôi đang ghi chép sổ sách hay gì mà hỏi thế Thiền mới không nhìn anh Trúc mà lành lùng đáp Anh Trúc biết mẹ không ưa mình Cô vốn đã quen với thái độ này nên lặng lẽ xoay người bước lên cầu thang Vừa đi được hai bước đã nghe giọng của mẹ cất lên Đi làm cả tuần rồi Có mỗi ngày chủ nhân cũng không ở nhà giúp đỡ mẹ được việc gì cả Rõ chán Con với trẻ cái Mẹ Sáng nay trước khi ra khỏi nhà Con có nói với mẹ con phải chạy ra công trình Để kiểm tra vài thứ Bên nhà thù nói nguyên liệu chưa nhập đủ Công việc thì cứ bồn bề chồng chất Con thật sự không rảnh mà đi chơi đâu Mẹ có việc gì muốn con làm thì cứ nói Con lên thay đồ rồi xuống phụ giúp mẹ Thì lên thay đồ rồi xuống nhặt sau nấu cơm Hôm nay đến lệnh lau dọn nhà cửa Có nhà tắm, toilet rồi đấy Thế băng tâm đâu ạ? À? Sao mẹ không nhắc nó làm? Việc gì cũng đến tay con là sao? Chị bắt đầu ganh tị với em nó đi sao? Băng tâm nó thức làm việc cả đêm. Bây giờ vẫn còn đang ngủ chưa dậy. Có tí việc nhỏ mà cũng không làm được nữa. Con có nói là con không làm được đâu. Nhưng mà mẹ nghĩ xem. Nó đi làm con cũng đi làm. Ngoài giờ làm ở công ty về đến nhà. Mẹ chiều nó như công chúa. Còn con lúc nào mày cũng sao cho đủ thứ việc không tên ý Con cũng biết mệt chứ hả à? Ờ hay Mày cái lại đi sao Tớ mày có biết ai nuôi cho mày lớn lên tầng này tuổi không Mà bây giờ quay ra cái lại mẹ Con cái mất dạy Anh chúm hầm hầm bước lên lầu Trong lòng ngập tràn nỗi ấm ức Áp lực công việc đã đủ khiến cô mệt mỏi Vậy mà về đến nhà cũng không được thoải mái Cuộc sống này sao mà ngột ngạt quá Buổi tối sau khi trang điểm thật đẹp Băng tâm mở cửa phòng rồi đi xuống dưới Đứng trước phòng mẹ cô đưa tay lên gõ cửa Bên trong có âm thanh ngồ nào phát ra Dường như mẹ cô đang xem phim truyền hình Không thấy mẹ nói năng gì cả Băng tâm bực giọng rồi nói Mẹ ơi Có nghe thấy con gõ cửa không vậy À băng tâm đấy à Bày đắn gõ cửa Cứ vậy mà vào thôi Mẹ còn tiền không? Cho con xin vài đồng đi. Thế mày làm cái gì mà xin tiền suốt như vậy? Tao có để ra tiền được đâu. Hôm vừa rồi mới mua uh, 5 triệu vào lô đề. Còn chưa gỡ được đây này. Chỉ có ăn với chờ mà suốt ngày xin tiền. Lo kiếm việc mà làm đi. Thì con vẫn đang tìm việc đấy. Mà tối nay con có hẹn với bạn rồi. Bây giờ không đến trong nó cười chết. Mẹ... Cho con vài đồng đi Chiều đấy Tao không còn tiền đâu Sáng nay vừa dùng mấy đứa kia nộp tiền nhà Mà chúng nó chưa chịu nộp Bao nhiêu thứ phải lo Nào là tiền ăn, tiền đền, tiền nước Tiền thì không làm sao Tao không có tiền cho mày đi phong phí với đám bản đâu Mẹ đúng thật là Mẹ thua lô hẳn 5 triệu Cho con vài đồng thì lại tiếc Mày ngu à Tao đầu tư vào lô đề Thua thì chịu Nhưng mà nếu mà chống thì lại có nhiều tiền Có tiền cho mày đổ thức ăn vào mồm đấy Còn mày thì sao Suốt ngày đàn đốm đua đòi với mấy đứa đấy Chả được tích sự gì cả là còn tốn thêm tiền Cho con xin mấy đồng đi Sao mà hôm nay mẹ sắn như vậy nhỉ Có mấy đồng bạc cũng tiếc với con gái rượu nữa Không có tiền đâu Mày không làm ra tiền Tiêu xài hoang phí như vậy thì tao cũng chịu đấy Mẹ Mày lên hỏi thử cái con kia đi Nó đi làm như vậy chắc là nhiều tiền lắm đấy Thế thì mày lên mà hỏi đi Tháng nào nó trả đưa ba triệu cho tao trả Điền nướng sinh hoạt phí Gần như nó trả mấy khi ăn ở nhà Đòi tiền nhiều cũng phải biết ngường chứ ừ. Thế ai nuôi cho nó ăn học Có bằng đại học rồi xin vào tập đoàn lớn như vậy Mày thử nghĩ mà xem Lương văn phòng được bao nhiêu Nó đưa cho mẹ 3 triệu rồi Rồi nó còn phải xăng xe mấy phẩm quần áo các thứ đi làm Rồi còn ăn tiêu nữa Nó không ăn cơm ở nhà Mà đưa cho tao 3 triệu đã là khá lắm rồi Đòi tiền nữa thì quá đáng lắm đi Con xin mẹ đấy Mẹ lên vay nó ít tiền đi Con không thể nào hủy cuộc hẹn ngày hôm nay được đâu Thế bao giờ thì mày đánh đi tìm việc hả Tấm? Thì cứ bình tĩnh rồi con sẽ kiếm được công việc thích hợp thôi. Mẹ mà cứ dùng dối lên như vậy thì con suốt ruột lắm ý. Một năm nay rồi. Mày còn bảo tao bình tĩnh đến khi nào đi? Cũng đi học sống như mày. Một năm qua, nó đi làm đưa cho tao được 30 triệu rồi đấy. Còn mày thì sao? Mày chỉ giỏi tiêu tiền của mẹ thôi. Lo đi xin việc đi. Con có bằng đại học đâu mà xin Ơ cái con này cái bằng của mày đâu Thì suốt ngày trốn học Có biết cái gì đâu mà thi nợ môn chồng chấn Con bỏ học từ đời nào rồi Mẹ không biết à Ôi trời ơi Con ơi là con Mẹ chiều mày quá rồi mày hư rồi có phải không tâm Bằng tâm ngồi tựa vào sofa thản nhiên đám Học hành chán chết Chả có vì gì cả Con đang tính toán kinh doanh với mấy đứa bạn Mở quán trà sữa có được không mẹ? Kinh doanh thì phải có kiến thức Mà quan trọng nhất là phải có vốn Mà mẹ thì không có tiền rồi đấy mày muốn làm gì thì làm Mẹ không đầu tư cho mày nữa đâu Thân tao đây tao còn chưa lo nổi cơ mà Giải phòng trò của mày một tháng thu về bao nhiêu tiền Mày nghĩ là con không biết à Cứ giả vờ nghèo như vậy Thôi cho con mấy đồng nhanh đi Câu dở quá Tao đã bảo là hết tiền rồi Không có đâu Cứ xăm ba bữa mày lại xin tiền như vậy Tao in ra tiền chắc Thôi mà mẹ Mẹ cho con gái rượu của mẹ Chứ có cho ai đâu mà thiệt thói Tao nói rồi Tháng này xa bờ nhiều quá Đang ngâm cả tiền đấy Có đồng nào đâu mà cho Thế thì mẹ lên hỏi con kia giúp con đi Mày lên mà hỏi đi Nhìn cái mặt của nó hám như vậy Con không muốn lên Mẹ, mẹ lên đi Thế thì mặc kệ mày Tao không có tiền đâu Đi đâu thì đi Tránh ra để mẹ xem phim Đang hay Mẹ Đừng có nói nhiều Con biết là mẹ đang hẹn hò với ai rồi đây nhé Thiện mới nghe như vậy thì bỗng nhiên trột dạ. Mày nói linh tinh cái gì vậy? Tao hẹn hò với ai? Với ai thì mày là người biết xói nhất đi. Mày theo xói mẹ mày sao? Đâu có. Còn đâu có theo xói đâu. Chỉ là vô tình bắt gặp thôi. Mày nói đi. Mày biết cái gì? Ơ ừ kìa mẹ. Sao mày lại mất bình tĩnh như vậy? mày cũng còn trẻ lắm mà Ai mà chả có nhu cầu, Bác cho ở đầu phố nhà mình nhìn cũng được Phong đồ Mà không biết là có nhiều tiền không Nhưng mà vấn đề là Vợ bác ấy mà biết thì không biết sẽ thế nào đây Mày im ngay cho tao Không được nói lình tình, rõ chưa Sao thế Mẹ sợ à uhm, Một chiều thì con sẽ giữ im lặng Trời à con này Mày tốn tiền mày mày sao? Tùy mẹ đấy. Mày nghĩ thế nào cũng được cả. À? Tao không có tiền đâu. Cầm lấy 500 rồi đi đâu thì đi. Vừa nói Thiền Mỹ vừa lấy trong túi quần ra từ bồ đi mẹ 500 nghìn mới cứng. Nhìn thấy tiền thì băng tâm sáng cả mắt lên. Hí hừng đám. <laughs> Thôi cũng được. Mày yên tâm. Con sẽ giữ bí mật cho mẹ vài hôm. Mày cầm tiền trong tay Băng tâm chạy một mạch ra ngoài cổng Rồi hòa mình vào màn đêm Sương thu lành lành Ánh đèn vàng hiu hắt Băng tâm bước chân sáo trên con ngó nhỏ Nghĩ đến việc sắp sửa được bay nhảy với đám bạn Cô cảm thấy cả người trồn rồn không yên Ngồi trong phòng riêng An Trúc tập trung lập kế hoạch chi phí Cho dự án công trình đang thi công bên Hà Đông Xem xét tỉ mỉ từng chi tiết Đôi mắt của An Trúc như căng ra Dồn hết tâm huyết cho công việc cửa sổ hé mở gió lạnh mang theo sương đêm hùa vào phòng một cảm giác xe lạnh khiến anh chúm cảm thấy dễ chịu gì đâu khe vườn vai anh chúm bỏ giờ công việc cô đứng bên cửa sổ và hít hà không khí của bộ đêm tuyệt vời này anh chúm bị thu hút bởi cảnh đêm tĩnh lặng ánh sáng màu vàng nâu len lòi qua cây lá hắt xuống ngó nhỏ tạo thành những vệt sáng li ti vô cùng huyền ảo. hương đêm man mác vàng phất mùi hoa sữa ngọt ngào anh chung cảm thấy tâm hồn mình lắng lại khoảnh khắc êm đềm của đất trời ngày thu mới sao xuyến làm sao đang thả hồn theo cơn gió nhẹ thì bỗng nhiên điện thoại trên bàn rung lên anh chung như bị kéo về thực tại cô ngồi xuống bà làm việc mở điện thoại ra xem là tin nhắn của đức anh anh chung khép mỉm cười cô hồi hồn đọc nội dung em đang làm gì vậy đã đi ngủ chưa anh chống soàn tin nhắn trả lời Em đang làm việc Công trình đang thi công xảy ra nhiều vấn đề quá Ngày chủ nhân cũng không được nghỉ ngơi Mà anh đang làm gì vậy? Chiều nay anh chơi bóng rổ với mấy anh em Lâu ngày không chơi nên cảm thấy đau nhức hết các cơ Cảm thấy buồn ngủ quá Có lẽ là anh đi ngủ sớm đi Ngày mai còn đi làm nữa Em cứ làm việc rồi nghỉ sớm đi nhé Lâu ngày anh không chơi thể thao Lười vận động nên mới cảm thấy đau như vậy đấy Hôm sau phải tập luyện thường xuyên hơn đấy nhá <laughs> Anh biết rồi Mà nhớ nghe lời anh Công việc thì cũng phải ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu Đừng thúc khuya quá nhớ chưa Báo cáo đồng chí Gió <laughs> Là còn đùa được nữa Tại ngủ trước đây Tạm biệt em nhé Tại pa Danh sáng mờ ảo của quán bar Nữ DJ trên sàn Khuấy đảo tất cả những người có mặt tại nơi này Bằng thơm thanh sôi đồng và hấp dẫn nhất Nữ DJ Mặc chiếc áo bra 2C màu trắng Đánh đá lấp lánh Mái tóc màu hồng không ngừng lắc lư theo điều nhạc Hàng trăm con người Cả nam lẫn nữ có mặt ở đây Ai nấy đều phấn khích và vui vẻ Bước chân vào chốn này Những ngột ngạt áp lực của cuộc sống Như đường gác qua một bên Bằng tâm mặc chiếc áo cúp ngực màu bè Gương mặt được tô vé tỉ mỉ Như nàng công chúa ánh đàn lung linh đầy màu sắc Nhan sắc của cô nàng trông thực sự nổi bật. Khe cuối người thì thầm vào tai Người đàn ông ngồi bên cạnh Bằng tâm dịu sang hỏi ý kiến Ngay như vậy Đức Anh Cất điện thoại vào túi quần Nâng ly nhấp môi ngụm rượu Rồi anh khe đám Được rồi Một tí thôi đấy nhiều quá thì hôm sau không đi làm được đâu Hôm nay chờ một lát rồi về nhà anh được chứ Không được Bố mà anh hôm nay ở nhà cả Lát nữa thì mình ra nhà nghỉ Cứ thoải mái hò hét thôi Mà mấy đứa kia đâu cả rồi nhỉ Khi nay trông nó quẩy ghê lắm Chắc là lại tìm chỗ xả đồ rồi đấy Mình cũng vô một tí rồi đi nghỉ thôi Dạo này anh hay đi làm muộn Xếp cơ mắng suốt đấy Đứng trên sàn nhảy Đức Anh và băng tâm hòa mình vào đám đông trai gái Thả hồn theo điều nhạc Họ không ngừng lắc lư và nhảy múa Khi đêm đã về khuya Đức Anh và băng tâm siêu nhau rời khỏi quán bar Tùy gọi một chiếc taxi và dừng chân tại một nhà nghỉ Trong một con hẻm nhỏ Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay và giờ đây thì phải nói rằng là thế hệ thứ hai đã trưởng thành rồi cô bé anh trúc ngày nào giờ đây cũng đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ rồi và băng tâm cũng như vậy có một chi tiết mà anh sa tin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy để ý đó chính là người đàn ông có tên là đức anh người vừa nhắn tin cho anh trúc là đức anh và người tại quán ba đang cùng với băng tâm đi vào nhà nghỉ cũng là đức anh Chúng ta có thể thấy là câu chuyện này giờ đấy bắt đầu trở nên hấp dẫn rồi đây. Hãy cùng chờ đợi xem là nhân vật nam chính của chúng ta sẽ là ai. Và tình huống khi mà anh ấy gặp gỡ với An Trúc sẽ như thế nào. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều còn bây giờ thì anh xa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé